Mình xin mến chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với mọi người với đọc tiếp theo có tựa đề là Người bị tổn thương, tha thứ không dễ của từ mình đọc từ quyển sách của Muôn Mặt Tình Yêu. Mọi người ai yêu thích mình thì vào xem và đăng ký ủng hộ mình để không bỏ lỡ nhiều video và những clip hay mọi người. Người bị tổn thương, tha thứ không dễ. Thương con và nể lời bố mẹ, Kim Liên nài nỉ. Thành đồng ý cho Kim Liên quay trở lại về nhà chăm sóc hai con. Nhưng tình cảm vợ chồng không còn như xưa nữa. Thành ngủ riêng. Anh không sinh hoạt vợ chồng với Kim Liên mà công khai đưa đón các cô gái trẻ về nhà để qua đêm với mình. Thời gian đầu Kim Liên còn nhẫn nhục chịu đựng vì nghĩ rằng mình có lỗi. Thành làm thế để trả thù mình thì cũng đành chấp nhận. Tâm trạng cô đầy ức chế, tuổi hòn, mỗi lần chứng kiến Thành đem tình nhân về nhà đùa vui, giỡn cợt, Kim Liên như đứt từng đoạn ruột. Nhưng cô vẫn cố gắng vào phòng riêng, đóng kín cửa và khóc thầm. Cô chịu đựng được như thế hơn nửa năm mà tình hình gia đình vẫn không thay đổi. Một buổi tối, Kim Liên quyết định nói thẳng với chồng. Em biết là em có lỗi rất lớn với anh, với các con. Nhưng nếu đã tha thứ cho em, sao anh không tha thứ cho trọn vẹn? Anh làm như thế này em không thể chịu đựng nổi. Thôi chúng mình nên ly hôn, mỗi người một đường, đừng làm khổ nhau nữa. Ra đường ly hôn cho Thành, rồi ngay đêm đó dọn về nhà cha mẹ mình ở. Trước tòa Thành nói, tôi chỉ muốn cô ấy hiểu được nỗi đau mà cô ấy đã từng gây ra cho tôi trước kia thôi. Tình cảm vợ chồng đã như bát nước đổ đi, làm sao hốt lại cho đầy được. Cô ấy không chịu đựng nổi nữa thì thôi, tôi cũng không quên được hình ảnh cô ấy nằm trong vòng tay kẻ khác. Phiên hòa giải bất thành, tòa án chấp nhận cho hai người ly hôn. Xong phiên xử, Thành chở hai đứa bé phóng xe vụt qua mặt Kim Liên như người không quen biết. Kim Liên nhìn theo chồng và con, hoàn toàn sụp đổ. Cô ngồi rũ ra trên vỉa hè, nức nở. Xin đừng nguyền rủa, tôi là người mẹ nhẫn tâm, không thương con. Tôi chấp nhận cho anh ấy nuôi cả hai đứa con vì không muốn chúng chia lìa nhau. Vì lỗi lầm của cha mẹ, chúng đã khổ lắm rồi. Câu chuyện tan vỡ nào cũng buồn thảm cả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gia đình đổ vỡ, từ sự mâu thuẫn về tiền bạc, tính cách, đến chuyện ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn có những đổ vỡ do tác động của người ngoài, do hai bên cha mẹ ghét nhau chẳng hạn. Chị Nguyễn Thị Hồng Oanh, chuyên viên tâm lý hòa giải của một trung tâm tư vấn khuyên, một khi đã nhận ra được nguyên nhân gây ra mâu thuẫn vấn đề và muốn giải quyết nó, điều kiện tiên quyết là cả hai phải có thiện chí hàn gắn và tha thứ cho nhau. Hãy đặt mình vào vị trí người kia để có thể thấu hiểu những hoàn cảnh, tâm trạng, phản ứng lúc ấy nhằm thông cảm và tha thứ cho nhau. Nếu như mâu thuẫn quá lớn, không thể hòa giải được, như bát nước đổ đi, thì tốt đẹp và có văn hóa nhất là chia tay để mỗi người một con đường mới cho riêng mình. Sau đó cả hai vẫn có thể cư xử với nhau như bạn vì lợi ích, tương lai, con cái. Không nên kết hợp trở lại để hành hạ, sỉ nhục, trả thù nhau. Khi hành động như thế, người ta thường vô tình tư hạ thấp nhân phẩm của mình. Tóm lại, khi bát nước đổ đi, thay vì hốt lại để phải chịu đựng những cơn lẫn cợn, hãy rót đầy bát nước khác từ chiếc bình thiện chí. Dù là bát nước tình yêu hay tình bạn, nó cũng trong lành hơn.